Thưa quý vị, dịp lễ giỗ tổ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, khi người dân được nghỉ dài ngày tham gia vui chơi du lịch cùng gia đình, bạn bè, cũng là khoảng thời gian mà lực lượng công an phải căng mình để thực hiện nhiệm vụ. Vì thời điểm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Ở huyện Vĩnh Cửu, cán bộ chiến sĩ công an huyện đã tập trung cao độ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông với phương châm thức cho dân ngủ, gác cho dân vui. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong dịp lễ giỗ tổ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, công an huyện Vĩnh Cửu đã yêu cầu từng cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm. Đặc biệt, đối với địa phương, tội phạm liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, mua bán, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, luôn tiềm ẩn và xuất hiện khi có cơ hội. Công an huyện đã tăng cường các cử chiến sĩ xuống địa bàn, dựng anten để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá. Bạn Huy rủ con đi lúc 7 giờ, đi để đánh lộn. Đặc biệt, phát huy hiệu quả của tổ 161, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy công an huyện Vĩnh Cửu đã xây dựng kế hoạch chủ trì phối hợp với các đội nghiệp vụ khác, công an các xã thị trấn, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Sau khi mà triển khai thực hiện cho đến nay thì về cái tình hình phạm pháp hình sự, đặc biệt là về một số cái tội phạm như là trộm cắp tài sản, rồi hoặc là cố ý gây thương tích, đó, hoặc là đánh nhau, đó, cướp hoặc cướp giật, thì trên địa bàn là phải nói rằng giảm rõ rệt. Theo thống kê của công an huyện Vĩnh Cửu, từ đầu năm đến nay đơn vị đã điều tra làm rõ 8 vụ 8 đối tượng phạm pháp hình sự, 28 vụ 99 đối tượng đánh bạc, 11 vụ 21 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Với phương châm thức cho dân ngủ, gác cho dân vui, dịp lễ giỗ tổ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, công an huyện Vĩnh Cửu đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.